Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cô Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của bộ Lấy Rô Ira bằng bên thỉnh thoảng lại chiêu ghẹo tôi bằng tiếng nghe tập 4 nhé các bạn. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review tiếp hơn về những phiên bản của tập này nhé các bạn. Và đầu tiên chúng ta cùng khám phá đó chính là cái poster nha bạn, poster khổ A2 của Ira bằng bên thỉnh thoảng chiêu ghẹo tôi bằng tiếng nghe. Khi các bạn mua sớm phiên bản thường hoặc phiên bản box set thì bạn sẽ được tặng nha, mua sớm thì các bạn mới được tặng. Đây, số lượng có hạn này, đây poster khá là đẹp nha, và cái ad này chính là cái ad bìa luôn các bạn, này khá là đẹp luôn và ước gì nó sẽ được gắn bóng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá phiên bản thường có ra bằng bên hoãn chiêu ghẹo tôi vẫn nghe các bạn. Quà tặng đầu tiên đó chính là cái bút má hình nhân vật, đó là ạc bìa luôn các bạn. Chúng ta được một cái bìa rơi, đây là cái bìa đầu tiên nha, và đây là cái bìa thứ hai. Và ạc này thì được sử dụng là cái ạc Rockley ở bên phiên bản box set các bạn. Chúng ta sẽ có hai bìa và cả hai bìa sẽ không được gắn bóng nha. Đây là một số hình ảnh bên trong, đây là một số trang màu bên trong, hai nhìn khá là đây, một số trong màu trong còn lại sẽ được in trên giấy trắng đen và không trong màu nữa hết nha các bạn. Sau lễ bế giảng, Masachika và Ira bắt đầu gọi nhau bằng tên trong lúc cả hai vẫn đang lúng túng và xấu hổ khi đối diện với nhau. Chuyến tập huấn của họ học sinh mà cả nhóm hằng mong đợi đã bắt đầu. Giờ đây các thành viên họ học sinh đang hết mình tận hưởng ánh xuân rực rỡ giữa pháo hoa của đêm hội mùa hè, bãi biển tư nhân và căn biệt thự sang trọng trước khung cảnh lãng mạn của khu nghỉ dưỡng cùng cảm giác hưng phấn khác hẳn ngày thường. Ira nở nụ cười khu kích. Thế Masachika sẽ hôn ở đâu đây? Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua phiên bản box set này. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.